năm cũ mỗi năm cũng Tết hoài về trước thì đi gần Tết gì không được, là sợ là lo về trước đông chừng. Đông không ừ. Đó là cái khổ đó, là nghèo với đói từ đây sẽ biết nè. Hàng mai ban bố thiết ra rồi ta hoài, nên chúng sanh phải ráng miệt mài, là không có bỏ cái vụ làm ăn, không có bỏ tu miệt mài. Dầu rách chứ cũng nên cần kiệm, đó là miệt mài lo tu, miệt mài làm ăn. Mùng ba thì có chi cũng nấy, chứ không nên giết gà mà ngựng con nhiều trước thì một hai đó là mấy cái đó là trái ra mắt đó, đó là thầy sửa phần nào thôi, từ người ta biết, ta có đạo người ta biết tu vậy thì người ta sửa lần, chứ đâu phải sửa cái một được, dùng cái cây công mà muốn cái một cũng sẽ được. Chúng sanh giờ mê mà muội quá tệ, thầy mới xuống lần thứ chót là hạ quân hạ, cho nên phải sửa từ từ. Mà sửa là nay là 90 năm mà giờ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, trên cộng đồng chủ đề Phật Pháp, tôi cũng xin thành thật, tôi có nói lên nhiều rồi, nhưng mà thật sự cái sự hiểu biết của tôi nó có một phần góc độ nào thôi. Nhưng mà tại vì anh em kính mến và muốn hỏi tôi để nói thêm nữa, chứ tôi cũng đã nói nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi nữa tôi cũng vẫn nói được, thì tôi hiểu tới đâu tôi nói tới đó. Thầy rút vào đó, nhưng mà thầy ra đời 1939, thì tới nay là 84 năm. Mà vậy câu này nó trổ ngay cái thời gian thầy ra đời rồi. Mà năm nay cũng là năm mà sắp năm thìn, bước qua năm thìn rồi. Nó thì như vậy là nó đúng cái thời gian cũng như thầy ra đời nói sao, quý vị về căn cứ mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chuyện ghê, thì giờ tới rồng tới rắn rồi đây nè, thì máu đào chuyện ghê là thế giới chiến tranh tàn thảm khốc à, thế giới chiến tranh tàn khốc thì có chưa, hoặc là khắp thế giới binh lương cụ túc có về chuẩn bị chưa, quyết tranh giành quyền lợi xé cho nhau, thì giờ tranh đấu chừng nào chết thôi chứ không bao ngừng, bởi vì khí hùng càng lúc càng tăng cho đến tẹo đầu xăng mới ngừng, không ai ngừng trơn á. Thì giờ có vía đạo thì mình ngừng, chứ còn đời ta không có ngừng rồi. Chắc ăn cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, là vận chuyển đó của tạo hóa đã vận chuyển. Cuối năm thìn sẽ do vận chuyển, là vận chuyển cái này cái quyền của tạo hóa rồi. Sứ Hà Tiên mới linh hiển cơ quan, mà nhân sanh thiên một đàn, lý do gì nghiệp đàn, mình có tu thì im thì là cùng một đàn đó, nói rõ vậy đi. Thì mình tu sao cho đúng chân lý, thì một đàn với các cái gì đi tu cho đúng cái chuẩn mà thầy đã chỉ từ nào giờ đó, thì ráng dù có bỏ quên hay gì giờ cũng phải nhớ lại, đừng mà điều chỉnh lại. Thì đây là năm thìn tới rồi nè, năm thìn tới đây là tới cái gì, tới cái năm thìn. Nhưng mà thầy ra đời năm 39 rồi, qua năm thìn thầy cũng đi giáo hóa cùng xứ hết trơn. Nhưng bây giờ đó giáo hóa tới 40 tới 94 năm, thì bây giờ đi mình tới phiên mình ra để chào mà thầy tổ với lại mà thầy tổ mừng cho mình, chứ có gì nữa đâu. Thì bây giờ kinh sợ sách thì chỉ hết trơn, Kim Chỉ Nam thì cũng chỉ đầy đủ rồi, là thầy đó là Kim Chỉ Nam chỉ cho mình đi qua biển qua sông. Thì bây giờ rút ráo, bây giờ mình ráng hành, ráng tu đi. Bây giờ ai cũng biết giáo lý thầy dạy như thế nào hết trơn rồi. Thì bắt đầu Long Vĩ là bắt đầu năm thìn, mà cuối năm thìn tức là Vĩ, là cái Vĩ là đuôi, thì cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì vận chuyển cái của tạo hóa, chứ mình đâu còn công tác gì mà lập thân cái để mà bồi đức gì nữa được. Mình tới đó là như góp vé rồi, cuối năm thìn như góp vé mình đâu còn hoạt động gì nữa. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển là cái nhiệm vụ của tạo hóa rồi. Thì cái đó cũng như là tới cái ngày bãi trường rồi, sắp mà thâu mà tài liệu của đệ tử học như thế nào rồi gom lại giải quyết. Yeah. Là cuối năm thìn rồi. Thì tạo hóa sàng sải chúng sanh ở trên thế giới này sàng sải hoài. Yeah. Đây bắt đầu khốc liệt rồi, thìn với tị sàng sải dữ lắm. Nhưng mà
đến cái năm mà là cuối tỵ rồi đó thì không còn sàng đãi nữa, bị gì cái đám mà tam thiên lục bá giáng lâm trần nó cũng hết rồi. Khúc tự lăng tam biến họa dân tà quái hạ quân khai ác chiến ất niên bình thử kiến quân tần là ất niên ất tỵ tới đây ha, không còn cái đám đó nữa rồi, mà chiến tranh thế giới cũng sẽ dẹp luôn. Dạ. Bị hết đi hết chiến tranh rồi, thái bình luôn, thái bình luôn. Tình thị qua rồi thì mình khỏe đó, mà nếu ai còn được mạnh giỏi thì là chờ cái thình thị coi có khỏe thật gì không để biết à. Vì thầy có nói rồi, mà ông ba cũng có nói trong buổi sơn ấy, thình thị cái bị mất qua cái quần không giận đố ai ở chuồng là cái gì, bị giặt giá chiến tranh rồi nó gây nó đưa đẩy tới rồi chạy xúc quần xúc ống nhiều quên hết trơn, cái đại là thình tị cái bị mất qua cái quần không giận đố ai ở chuồng. Dạ. Vậy là đố gì ở chuồng mà không hay ở chuồng rồi đố gì, thôi kệ đố ai ở chuồng là ý nghĩa là gì, mình ở chuồng cũng không hay luôn. Nó lập công bồi đức mà đã thầy ra là đời 1139 tới bây giờ mình có bê tha đi nữa, bây giờ mình không phải gán bị gì, cuối năm thình sẽ lo vận chuyển. Vì vậy nó sát quá rồi thì ráng đi, ráng vận chuyển mà tu tập. Thì ở trên thì trời đất cũng vận chuyển để mà đón nhận chúng sanh cái ngày mà Long Hoa Đại Hội. Chứ không có tốt của cái đường lối thầy chỉ thì nó quá gần, mà quá gần thầy cũng chỉ, thì thầy biểu mình phải kiếp và gấp, vậy không có gì. Tu kiếp, nếu không thì quá trễ, bị mình quậy hoài rồi không lo tu rồi tới đó nữa thì mình đến để đến việc gian lưng mà chịu cho Phật đâu cứu kịp cho người, thì như vậy rõ ràng thầy chỉ trời không có xuất nào đâu. Dạ. Thì đến việc thì chịu. Chứ bây giờ là vô thường dữ lắm ông hai, như ông đó huynh đệ của mình á, lỡ xe đụng chết đó. Đó thiếu gì chết, chết bất đắc kỳ tử nè, chết già có nè, chết đã đau có nè, đủ thứ. Xe đụng chết nhóc cho. Xe đụng chết nha nhóc, bây giờ bị đời á là mau lẹ, thì bây giờ cái cách chết cũng mau lẹ, lớp thì bệnh dịch, lớp thì bệnh này bệnh kia đủ thứ, bởi vì mình là biết trời mà trời tránh đâu cho khỏi đó. Bây giờ chỉ ráng tu mới khỏi, mà tu chân chính mới khỏi nha, mà mình đâu có biết mình có chân chính hay là không, thì như vậy là khó qua. Còn nếu mình biết mình có chân chính hay không thì mình biết mình có hay không thì mình mới ráng kìm giữ mình, mới tránh được cái hậu quả đưa tới, chứ không phải hậu quả nó tới liền. Bị gì cũng chờ đợi cho mình là nó đúng cái chuẩn làm lành thì được lên, mà làm dữ thì nó đúng cái chuẩn dữ thì phải cho đi trước, chứ không có dự hội dự hè gì đó hết. Thì thôi tôi biết là vậy, tôi nói tổng quát vậy chứ tôi không có chi tiết nữa. Tu bây giờ chết nhóc cho ông hai có sao? Tu cũng chết. Cái tu đó nó chết nó có hai cách. Một ha, có tu cho nên bây giờ mới được sống thêm thời gian ha, mà cũng chết, chứ không phải tu mà chết hồi nào, là vì cái công đức đó với cái nghiệp lực nó đối với nhau nó chênh lệch, thành ra phải đưa đẩy mọi vấn đề ở trên thế gian này, đưa đẩy mọi vấn đề chết, không phải đợi già mới chết, nó tới cái thời kỳ là phải đi tới thời kỳ thì quỷ vô thường dắt, cho nên nó là phải cần lo trước. Bởi vì muốn tu mà còn đợi chiều mơi, khi người rèn sớm mới xài lâu hơi, thì mình tu từ đó về đi, mình đừng tu từ đó giờ, đừng có chen cái ông ác vô thì cái sổ ác nó đâu có thì sẽ khỏi, còn có chen vô thì nó tới đâu phải chịu đó. Tạo quá không phải là sắp đặt nó sai xiển, mà tạo quá là sắp đúng trăm trăm. Mình chết cách nào cũng do nơi định lực của tạo quá. Chết dưới sông, chết trên bờ, chết trên núi, chết xe, chết cộ, chết đau, chết gì cũng do đó, do chỗ tạo quá định không. Mà tạo quá định này là do nơi nghiệp lực của mình nữa. Người ta hoang mang là người ta chưa nhận được chân lý, nói rõ là ta chưa nhận được chân lý. Bị gì thầy có nói hết trơn, không có thiếu cái gì, mà nếu cho hoang mang thì chưa nhận được chân lý sâu. Cũng nhận vậy nhưng mà chưa có nhận được sâu, cho nên nghĩa là không có ai cướp cái đó. Thí dụ bây giờ cái thằng mà nó khiến ha, mà mình bữa đó cha mẹ cản hoặc có người cản, đó là mình có duyên đó,
mà cũng vẫn đi vẫn làm thì nó phải tới. Còn nếu mình ngay thẳng đúng đắn thì tạo quá cũng biết, thì dầu ai sao sao mình cũng nghe, không ai làm gì mình được hết. Tạo quá gì vẫn chi ủng hộ mình luôn luôn. Bởi vì người làm phải thì như tầm trong kén có muôn tơ bao bọc tấm thân, hay là mình cái người là ăn ngay ở thẳng thì có trời Phật che chở, không có gì đâu. Còn nàng ngặt mình cũng ăn ngay ở thẳng, nhưng mà cái chết này để chứng tỏ và cái nghiệp lực của đời trước hoặc đời này mình làm sao mình biết được, cái đó đâu phải của mình mà mình biết. Yeah. Của tạo quá sách bài thì bởi mới gọi là đức chí chí công là chỗ đó. Bởi vì nên mình có chết bằng cách gì đây thì cũng đừng trách ai, có tu mà chết cũng đừng trách nữa, trách là chưa đúng chân lý. Mèo kêu quá cánh lao sao thì rõ ràng thì lao sao nè, lao sao lo chỉnh chạc lại tu, lao sao thế giới và chiến tranh nó gây đó. Yeah. Hai năm nay lận chứ mà trước mèo nó năm dần nữa chứ, năm dần thì cái thằng cha gì thằng quýnh bây giờ nga quýnh đi cũng lao sao nữa. Yeah. Rồi đến chừng rồng rắn nó máu đào chỉnh ghê nữa, đây rồng rắn nó mới còn gắt nữa. Hỏi ông hai là thầy nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến dịp thảm sâu thiết tha. Đó là ngụ ý thầy nói cái ngụ ý thầy nói là cái đến cái ngày mà lập đời thượng ơn thánh đức thì đây nè, sông chủ dòm nao mỹ hội với chỗ linh tổ đình trên thầy ở đó, hai cái này gọi là con sông nước chảy dòng cầu đó. Yeah. Thì ngày sau là sẽ có chứ giờ chưa có, không biết. Yeah. Ngày sau chừng nào thì tới thì biết. Thiết tha là khổ sở lắm. Yeah. Thiết tha tha là chứ không phải thiết tha. Yeah. Không thì người nữa không hay là có con nghiệt thú nước mà người hung là nghiệt thú là cái gì đó có không gì không hay? Nghiệt thú thì căn cứ theo sách vở để lại cung kinh hoặc là thầy có nói thì tức là ông Nam Chèo chứ gì nói trắng gì đi. Yeah. Ông Nam Chèo ông nổi dậy, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú là ông Nam Chèo chứ nút mà người hung có ông đó là thầy mới điều động ông được. Nếu thôi là ông thôi, nếu nuốt là ông nuốt, chứ có ai điều động được. Là sao vậy ông hai? Ông Nam Chèo là sao? Là có không mà nhiều người ta nói có sự thật. Ông Nam Chèo là cái nguồn gốc của vợ ông Sinh sanh. Yeah. Mà không có ông Sinh ở nhà, ông lo đi bắt rùa bắt rắn trong đồng á. Yeah. Cái tiền tích này, cái tiền tích nó vậy rồi mới đem về cho, rồi ông Đình Tây ông mới lo cho vợ ông Sinh mạnh khỏe, rồi về ông xách một thùng rắn rít này kia đủ thứ trong cái thùng đó về. Yeah. Cái hôm nay tôi biết đền ơn ông gì thôi, trong cái thùng này giờ thôi, giờ tôi ông muốn con nào tôi đền ơn con nấy. Thì ông thấy con xấu, ông ơi khoái xấu quá. Yeah. Là xấu năm chân là năm kêu năm chèo đó. Yeah. Cái đầu ông hốt con xấu đó ông về, ông về vừa ý ông đời. Yeah. Mà không biết trời xui khiến làm sao ông xuống về, cái thầy cũng rầy, thầy đi thả nó đi, giết nó đi, mà ông không thả không giết. Rồi ông cứ ông Đình Tây ông cứ ông nuôi hoài, ông dưỡng. Rồi khi đó ông sợ con xấu nó đi nữa. Yeah. ông xiền lại, ông xiền lại đặng cho đừng đi, ông xiền lại nó cắn cái giò hết giò đi, mà không biết cắn giò nào, cắn giò đi tới giờ mất tiêu. Cái rồi lâu lâu cái nó nổi chạy trên láng nó ăn gà ăn vịt của người ta, cái ông Đình Tây ông mới báo cáo với thầy sao không biết, thầy xuống đó, thì nó lặn luôn tới giờ. Thầy nói không có lên đây mà phá rối dân chúng nữa nha. Rồi thầy cho cái lưỡi câu với sợi dây lao này kia, cái bụi bối để trị nó đó, trị con sơn Nam Chèo. Cái rồi nó mất luôn tới giờ. Rồi dây dây đó giờ cũng không biết gì ai, mình không hiểu. Thì cái lý lịch nó vậy đó, mình phải nói trong cái lý lịch đó. Thì đó là sự thật đó. Yeah, rồi. Là hồi cái thời đó, thời cái bửu sơn kỳ hương. Yeah. Nuốt người hung rồi có người hiền nuốt luôn hả thầy? Người hiền xong nuốt, người hiền là người hiền cái lên lưng nó, ổng không nói gì trời, ổng đưa qua sông luôn. Người hiền thì đi trên lưng, còn người hung mày đi ngay cái họng ổng, bị họng bành kia ổng hả ra đó. Rồi sau này chừng nào ổng mới thức cho mà thầy nói sao, chừng ấy nói về phong ba là cái gì nữa mà có con nghiền thuốc là ông hai nói nãy giờ là con tin rồi đó, nhiều người ta không có tin. Ừ. Rồi nút người hung rồi cái nguồn đó, nguồn gốc đó là phong ba là cái gì chừng ấy. Bây giờ người nào mà tin á. Yeah. Thì ráng tu đi nữa là thấy, mà tu cho chính nhà mới thấy nha. Yeah. Chứ mà tu mà bà sực cấp sồn bà sực thì cũng chưa chắc tới đó thấy nữa. Yeah. Bị nó không đủ chuẩn thì tới đó đâu có thấy được, còn đủ chuẩn thấy.
chứ không có gì lạ. Rồi thêm cái nữa thì trước kia đã nói là mà cái trên nhà núi ông Két đó là nó nước tới mỏ ông Két gì đó, rồi người thì nói là sau này nước ngập tới lúc cây dầu rồi đó thì về đó, cái đó là ông hai có biết cái đó là có thiệt không gì ông hai? Thì Phật nói ra cái gì tôi cũng tin có thiệt hết. Nhưng mà nó chưa tới, ví dụ bữa nay nè ha, mới có 25 thì ông muốn tới 25 Tết ấy, rồi ông năm tới thì phải đợi tới 1 năm nữa. Chứ không phải mấy ông muốn cái có liền thì khỏi muốn khỏi gì, rồi biết tới đó là tới thì tới. Cũng như làm gì đúng 1 năm mới có ngày 25 Tết, người ta thường thường nói 25 Tết chứ là mùng 1, mùng 2, mùng 3 mới gọi là Tết. Mà sao nó 25 Tết ta cũng kêu chung vậy, nó sát bên rồi thì 25 Tết. Thì bây giờ muốn vậy thì đúng 1 năm nữa mới có. Còn nếu muốn thấy cái đó thì ráng tu đi, tu trước. Rồi bây giờ không tu và hỏi cái đó thì có lập công bồi đức gì được đâu mà thấy, mà tha, mà sống. Mà khuyên người rèn sớm mình xài luôn hơn, mà mới thấy chết rồi mới đi rèn làm sao mà có đồ mà nhờ. Rồi, cũng tiêu. Mà nó đỡ phần nào vậy thôi chứ cũng tiêu à. Cũng như gần sau này nước nó có lên gì không? Tôi muốn cái... Nước lên có hết. Sau đến việc sơn băng, rồi kiệt thủy. Ha. Khùng thảm thương bá tánh quá chừng đó. Lúc đó thì lúc đó là càng đang trong lúc lập hội. Vậy rồi, thì có hết trơn. Có sơn băng là chừng nào. Sơn băng là núi bể, núi tai là lỡ mà ông ba nói nè, Bửu Sơn Nhân nói nè. Hay là âm thinh giao khắp thinh không. Ba đêm diệt trước minh mông cứu lời. Núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tin. Tại không tin chứ đó, ông ba nói nó có. Đó là khi mình xuống núi hay gì không hả? Thì lúc đó thì bị âm thinh giao khắp thinh không. Ba năm. Ba đêm vượt trước minh mông cứu đời. Hả? Cái đó là cái ông ba sẽ cho toàn cả những người nào có tu huyền. Cái đó là mình xuống núi mà ra khỏi bốn thẻ luôn hay gì? Đang ra khỏi, ví dụ giờ đang ở cũng đi khỏi để về núi. Ghê trời. Rồi như vậy rồi mình 3 tiếng vậy đó, rồi người ta không nghe rồi sao? Người ta không nghe là tại người ta không tu thì người ta chết, người ta gì, sống gì, người ta vừa chứ nói ai? Không tin ha. Không tin rồi ai theo dõi? Cũng như mấy cháu mà không có biết đạo rồi đâu có theo dõi đi làm chuyện này. Cái trên núi có gì đâu mà chưa thằng cho hay đi xuống gấp gì không hay? Trên năm non rồng phụng túc tư miền bãi núi, ngày sau báo quý rồi ông Phật nói mà không tin sao? Nó có báo quý mà chừng nào mấy cái đó dặn hết nó có báo quý chứ chừng nên đẩy úp để ông lên ông làm gì cả mình báo quý. Ông đi núi hoài không có thấy gì đâu ông báo quý, đi khó đi muốn chết mà ngày sau mới báo quý chứ không phải bây giờ. Thì chừng chào mấy ông ráng sống tới ngày sau có, mới thấy. Có một chuyện làm chứng minh để ai thấy được cái tiền điều đó trên đó không gì không hay? Ở đây thì không có ai mà thấy, bị gì ai cũng còn phàm này sao mà thấy. Bây giờ có ông đi kiếm ông kiếm ông mà bác Việt Lan ông hỏi á. Bác Dự Lan thì ông có đi và hỏi ông nói được. Chứ còn mình đây bất quá là dựa vào lời thầy nói rồi nói chứ cũng không rồi, ai thấy. Ông hai có nghe cái vụ mà ông Bác Dự Lan ông sao chứ nghe ông hai kể đi cho bà con ta nghe không hay? Thì ông Bác Dự Lan thì ông đi xuống núi tới bây giờ thì tám câu của ông Bác Dự Lan ông có để đó, cho mình biết đó. Thì cái núi cấm là nói sau này là cái núi cấm nó dở rồi thì các chư tiên rồi gom về đó ở đó hết. Vậy thôi, đó là cái giảng dưới bóng cội tùng của ông Phật Trùm đó. Cái đó là xuống núi rồi mà gấp. Cấm đó là cái ngày đại hội đó. Cái đó là một núi ông cấm dở rồi là bao nhiêu cái người mà tu hiền thì về tại cái núi cấm đó. Rồi bốn ông thẻ là chỗ nào sao dũng nguồn gốc bốn ông thẻ. Bốn ông thẻ thì cái đó là chữ đó của Phật Trần Cả Lan. Biểu ông Thành đi cấm, ông Trần Văn Thành là đi cứu quản. Thì bây giờ bốn ông thì rõ ràng một ông tại núi nước. Rồi một ông ấy dưới trong thẻ mà số 1 ở đây đó là 2. Rồi một ông ở trên mà cái dầu là 3. Rồi một ông ở trên bài là 4, có 4 thẻ chứ không có 5 nữa. Không, núi cấm đó là do cái ông Bụng Sơn Thị Hương ông đó đặt. Chứ không có 5, có 4 mà. Vậy là cái nguồn tích đó là Phật Thầy Thái An kêu ông. Thái An mà bây giờ giảng của Phật Trùm cũng nói có 4 mà. Chỗ nào đó ông hay chứng minh giùm. Thì 4 đó thì đó là ở trên núi nước đó, giờ đang làm rồi. Đang làm lợi đó, nói ở trong mà rạch giá chứ thật sự vậy á, chân rồi là hoàn thành đúng rồi. Ở trên núi nước. Cái núi nước không biết chỗ nào tôi chưa đi, nhưng mà hoàn thành rồi. Ông cấm là ông cấm thứ 4 hoàn thành. Còn mấy ông cho ông cấm đó là ông cấm thứ 5.
thì tùy mấy ông làm gì ông làm. Dạ, ta đây là người ta người hòa hảo, ta không có nhìn nhận cái ông cấm ở trong mưa thịt giá, ta nhìn nhận cái ông cấm mới làm đó. Dạ, 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 thì con số hai nhìn nhận, còn số không nhìn nhận. À, dạ thưa ông hai, mà đức thầy có để cho mình giảng không hai? Thầy nói là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đổi đầu khó kiếp điên khùng. Bây giờ thầy nói câu này đó là bốn mấy tám mấy năm rồi, tu kiếp kiếp là mình tu thế nào để nó trễ, là trễ như thế nào vậy ông hai? Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ nè, mình tu kiếp kiếp là mình tu mà mới thầy ra đời tới giờ là mình có cái năng lượng cao sâu, ha. Còn mấy cháu thì mới sanh đây thì mấy cháu biết tu là gì, mấy cháu cũng có năng lượng cao nữa. Cao là mấy cháu đâu phải chào đời rồi đó, về tuổi về già như bác. Thì bác ấy là cũng trễ nữa, cũng có nửa đoạn đường à. Ha, từ rồi giải phóng tới giờ bác mới tu, chứ hồi đó bác cũng chưa có rành nữa. Thì như vậy là mấy cháu phải mới tu đây. Thì mấy cháu cũng có cái duyên rồi, vừa biết trưởng thành, biết danh, biết lợi mà tại sao biết lo tu. Vậy là mấy cháu có duyên, chứng minh mấy cháu có duyên lắm. Cho nên bác hai mới cộng tác gì chung với mấy cháu. Mình tu kiếp kiếp là mình tu cái gì cho nó kiếp kiếp mà kiếp kiếp thì nằm trong cái phạm vi của thầy chỉ. Yeah. Bà vợ thầy á, cái kim chỉ nam như thế nào đó thì coi cái đó rồi làm lại lại ăn chút. Yeah. Cũng như vậy, cũng như mình biết cái đó là cái sơ đồ có cho biết đó, là cũng như vậy là lúa thằng nông có 3 tháng rưỡi thì phải lo trong 3 tháng rưỡi cho nó được ăn, là tu kiếp kiếp. Chứ để 3 tháng rưỡi mà mình không lo là lúa nó không có. Rồi già ai vậy đâu mà giữ cái đó được. Rồi giờ nó trễ rồi, giờ vô nước vô phân thì lúa cũng không thành những gì. Phải vô trước là tu kiếp kiếp là tu trước. Còn mấy cháu là nó cái thời gian nó còn, nó chưa qua cái phạm vi là nó là người ta đương gặt hái. Còn đương gặt hái là rồi, là trễ rồi đó. Dạ. À, thưa ông hai, như vậy thì thầy nói là như hôm nay gặp gốc không mọc tìm gốc, để gặp Phật mà ngồi than khóc, đỡ làm cho hết gối mà về, gặp gốc là gặp cái gì vậy ông hai? Nay gặp gốc là thầy muốn nhắc lại, mình là gặp thật, là gặp gốc. Rồi phải mau tìm gốc là mình, cái gốc mình có Phật, bị nhất thiết chúng sanh nhiều Phật tánh, tức là mình có gốc Phật. Cũng như mình có cái nhiên liệu để chế những cái đó được mà mình không chịu chế, thầy xuống đây để chỉ cái nhiên liệu rằng mình chế, mình làm ông Phật, tức là nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Mà nếu không tầm á, là không tu theo thầy dạy á, thì để gặp thật rồi mà than khóc thì kể như cũng không tới đâu được, cũng chết rồi. Dạ vậy cho nó gọn nó mau rồi. Bây giờ tôi nói quý vị tại sao thầy nói cái bài đó. Thầy ra đời bị gì? Thầy nói đó là thật sự cái năm thầy ra đời, bị gì? Ra đời năm Mẹo 1939 ha. Mà thầy nói cái bài đó là cũng tỷ như thầy nói cái nó tới liền, mà đâu có phải tới liền. Yeah. Năm 39 thì là kỷ mão là 39 là mèo mà đợi. Yeah. Thì thầy ra đợi mèo, thầy nói mèo kêu quá tánh lao sao, thì mình đi lao sao thiệt. Yeah. Lao sao nhô nhau là bị gì? Thầy mới ra đời. Còn Phật thầy thì nó lâu rồi, cái nó hơi làm với nó hơi ngắn. Yeah. Thì thầy nó ra đời mới ở Hòa Hảo, mèo kêu quá tánh lao sao rồi thầy mới nói luôn. Yeah. Rồi tiếp theo là năm mèo, rồi năm thìn. Yeah. Là năm rồng, mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng với rắn. Yeah. Thì bây giờ cũng rồng rắn nè, năm nay cũng sắp rồng rắn tới nè. Máu đào chỉnh ghê là cái thời gian đó, cái thời gian năm trước 45 bị gì Nhật nó đánh, nó hợp tác với thằng gì đó, nó chung với nhau, nó đi tấn công nước nào, nó tấn công tới Việt Nam mình nữa, nó dẹp sạch trơn đi tới đâu dẹp hết. Mà tôi đó tôi còn biết, tôi xuống dưới này năm 45 tôi là gồng gắn gì đó là khổ lắm không? Khổ, năm đó bị chiến tranh. Yeah. Đệ nhị thế chiến. Yeah. Là 1939 mới thầy ra đời. Bây giờ có không hay? Thì tới đệ tam thế chiến phải tới chứ sao không có. Mà chưa tới. Yeah. Ừ. Nếu tới thì chắc anh Liên Xô làm chứ không ai làm chứ. Anh làm bị hôm nay anh khởi nghĩa lai dai rồi. Cái gì đó là mình tu còn kịp không hay? Kịp. À là rửa vật chơ thì dùng lấy nước, trừ tội phàm lấy phước mà trừ, là ám chỉ thời kỳ này nha. À, trong nhất thời làm việc đại từ thì nhất khắc tiêu dư năm rồi còn gì nữa, còn sửa gì nữa. Hỏi về cái mình coi thời gian 90 năm cái khóa này đi, mà ông nay là 84 năm rồi ông còn cái gì nữa mà ông không mắc sửa nữa, thì giờ ông sửa không nổi thì ông ráng chịu, còn ông sửa được thì ông giờ gọn niệm Phật gia lạc rồi làm xã hội rồi cúng kiếm ít nhiều gì đó, làm đi chị, cái khó gì đâu khó, cái tu nó không có gì khó đâu.
mà khó dễ không tại mình. Rồi mình ta nói cái mình nói cho nghe ra không được. Ông hai, cho con hỏi thầy nói rồi, ông hai nói cả kêu dân. Cả kêu dân chúng phải ơi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên phải không? À, cái ngụ ý đó là đức thầy nói cái gì vậy? Bởi vì thầy cho biết việc đời gần bên, nhưng mà thầy không lẽ thầy nói về việc đời là năm đó, đâu có nói. Mình làm ác nhân bao nhiêu tôi không biết. Mà thầy nói quay đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, thầy nói rõ ràng. Ai mà xét đến ăn năn thì mày mới xét đến ngoái ngay thì mày ăn năn thì quay đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Còn kịp phải lo, kịp. Có chừng nào mà trống chưa thùng, sĩ tử dẫn trời trong thì được. Ngông ngóng trong ngóng chứ mau mau thấy mặt rồng bản ở danh đề tên sĩ sĩ. Bây giờ trống chưa thùng, sấm chưa nổ thì mày tu cứ tu. Rồi, chừng nào sấm nổ gian hay trống thùng thùng là nghĩ ta gom bài rồi. Ha. Sấm vang thì lộ bản vàng là không còn tu. Chuyện dù thế giới khắp tràn tới thi thì còn gì nữa tu. Ta góp bài rồi. Tụi này nói cạn lý dữ rồi ta. Dạ, thưa ông hai, thầy nói là tiên cảnh thoát ly truyền bá kỹ. Là ngụ ý là thầy nói cái câu đó là như thế nào vậy ông hai? Cái câu đó là mấy ông bàn nói là thầy cái một tiên cảnh thoát ly truyền bá kỹ là mấy ông dịch là 100 năm. Chữ bá là trăm, chữ kỷ là thế kỷ, là 100 năm. Nhưng mà bây giờ thì tính ra là trên rồi. Thì cái chữ bá này á, bá kỷ là có biết đâu thầy nói mà không lẽ thầy chỉ trắng hết. Ha? Bá là bá gia bá tánh, hay là bá là bá kỷ là cái ngày mà dứt điểm đó là năm dậu đó, là gọi là kỷ dậu đó, cũng là kỷ, nó là chỉ cái can. Tôi là tôi lận nha, chứ tôi cái đó tôi không dám quả quyết à. Nhưng mà tôi đang lận tới là cái can này, cái can gì, cái can kỷ dậu. Kỷ dậu trong bài Lộ Trúc Cơ Quyền có nói. Ủa, muốn rõ đạo màu, đây nè, Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc, à, thật thằng Hà hen. Thằng Hà, đó, tôi lấy cái bài đó, tôi trả lời với mày là kỷ dậu nè. Tây Phương Cực Lạc Phật hằng à, gắn trí bền lòng Phật chẳng xa, phải không? Trong cõi trần mê còn mong đợi thấy Phật, trì tâm đến năm gà. Năm gà là kỷ dậu rồi, kỷ dậu tới nè. Thấy Phật trì tâm đến năm gà là kỷ dậu. Dạ, thương hai thầy nói là thì cái đó thấy Phật rồi, dậu Phật ra đời thế giới bình an đó. Dạ, thương hai, nhiều người nói là đức thầy ít lâu ta cũng cho về nữa. Thương hai, đức thầy về là về tại tại nhà thầy giống đâu đó. Dạ. Về đó. Có một chuyện nào để chứng minh không vậy ông hai? Thì ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao, rồi phải ráng lo thì tu hành hoài, đừng lãng sao mà lo việc danh lợi tình. Thì như vậy là phải lo tu hoài. Rồi bây giờ người ta hồi đó người ta lãng sao giờ ta tu thì cũng quý vậy. Bị người ta hiểu được. Thì giờ nữa thầy về là về ngay tổ đình chứ không về đâu. Thầy về thầy có đi gì nữa không anh? Thì cái có đi không, mình đâu có nhận cái đó. Nhưng mà thầy về năm nào thì tôi tin văn chương thầy tôi có chỉ. Ha, thầy về năm mùi. Bị gì à, ông Phật Trùm có nói. Ông có nói là cả kêu nam nữ Tây Đông chung quy thống nhất mới chờ ông tuổi mùi, tức là đức thầy mình. Ha, chung quy mà thống nhất là nghe câu đó là biết rồi ha. Tôi chờ ai? Chờ ông tuổi mùi. Rồi bé nói câu này mới chêm thêm mình mới rõ là năm khôn đài xuất hiện an vui. Ông về là xuất hiện an vui ha. Rồi cái là thất sơn lộ vẻ thì trà cui nó tiếng đồn, mà tôi hỏi trà cui đâu, trà cui Cần Thơ. Nhưng mà sấm giảng của Phật Trùm á, thì cũng nói Phần Thơ là Cần Thơ là cái điểm thi tại đó. Tôi có khói rồi. Cần Thơ tôi bắt hàng ngày cái chỉ giảng của ông Phật Trùm. Dạ thương hai, thì gần đây đó nhiều anh em trên mạng rồi nói đời tới núi nổ đá chụp gì đó làm cho nhiều bà con. Cái đó là tôi không dám nói. Quá tàn quan mang rồi như vậy đó, thì đời thầy nói gì đó, đời nó có cùng có tới gì không? Cái đó là không biết, bị thầy nói cho tôi không dám biết cái đó. Dạ, thì nhắc lại thì cũng có người nói với tôi thầy cấm bốn con thẻ. Dạ. Mà tôi không cãi, vì tôi không có văn chương đó, tôi không biết. Có người nói với tôi á, làm bốn con thẻ xong rồi ha, là thầy về, nhưng mà thầy về đó nữa dỡ núi lên á, thì núi đó nó bay lại bốn con thẻ làm bốn cái hàng rào. Đó, nói cái điều vậy mà tôi cũng không cãi. À, bốn con thẻ. Rồi ở ngoài á thì vô không được. Đó.
Vì bị gì à, trong bố ông xã có câu ông ba có nói mà mình không biết làm không. Ông ba nói là hay. Ông nói tánh dắt đi cung ly tạm trú ở ngoài vòng cầm thú xương tranh, tức là bốn thẻ đã ngăn rồi. Tánh dắt đi là giống như nhiều người có tánh thật, tánh dắt đi mới cung quy tạm trú là năm ngọ. Năm ngọ lại là đúng á. Năm ngọ là cái cung đó là cái cung quy. Tánh dắt đi cung quy tạm trú là ở ngoài vòng mới cầm thú tương tranh. Cái đó ông ba nói nha, tôi bà không có nổi. Thì tôi đưa hai cái vô mấy ông gom mấy người bạc. Dạ. Tôi coi có thầy nói trắng rồi tôi không mới có biết ít nhiều. Dạ, thứ hai thầy nói là cũng như thầy nói là trời sáng ra cái là thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới nó mau là bởi mình ráng tu. Dạ. Tu kiếp kiếp nó không có trễ, là sáng tối là cấp kỳ đấy. Dạ. Ý nó vậy thôi chứ không có gì. Năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới là thúc mình thì dạ. Tuần đời cũng chống đổi thay. Dạ. Rồi bây giờ vậy dạ, thưa ông hai thì nghe ông hai lớn tuổi, hôm nay ông hai nhiêu tuổi rồi ông hai? Năm nay ông hai là 86, còn xíu là còn chút xíu nè qua 87 rồi, chút xíu nè không có bao lâu. Dạ. Ê, bữa nay là 10 tây rồi tới 87 giờ này. Dạ. Nhưng mà này 87 giờ là còn cái 2 tháng là Tết không hai? À không, 2 tháng nữa là Tết nhưng mà tuổi dạ. Bữa nay là 10 tây tháng 12 rồi. Dạ. Thì còn có 20 ngày nữa qua qua tháng 1 thì 87 rồi. Dạ. Mà nhưng mà âm lịch nó đi sao tháng mấy? Dạ, con nghe ông hai lớn tuổi mà đã từng đã gặp được Đức Thầy một lần. Mong ông hai cũng cô bác cũng rất là thích, nhưng mà một chuyện ông hai đã gặp được thầy, mong ông hai kể lại cho cô bác mình nghe để biết ông hai có nhân duyên gặp được Đức Thầy và khuyên tu hiền mà được mà sống khỏe tới hôm nay. Mong ông hai trở ra kể cho một câu chuyện mà gặp được Đức Thầy đó ông hai. Em ơi đạo Phật. Tôi cũng có nói trên này trên mạng rồi, tôi gặp Đức Thầy mà bữa nay anh em muốn cho tôi nói nữa thì tôi nói cũng có nhiều đó. Yeah, nhưng mà nó có hơi khác hơn mấy cái đề thì nó có thêm trong đó nhiều ít. Ví dụ đó ở sát bên cái sân vận động của Đức Thầy. Vận động Đức Thầy thì là cô bác ông bà ta sắp xếp đồ nào mình không biết, thì tôi lớn lên tôi biết cái sân vận động đó, hàng ngày á tôi lại sân vận động đó tôi đá banh, là lúc đó thì cũng 7-8 tuổi, 6-7 tuổi thì đó là 45. Thì ngoại tôi kế bên cách đâu nửa dây đất thì chứ không có nhiều. Rồi tới lui đó chơi hàng ngày. Rồi hôm có một hôm nọ tôi cũng bên nội thì bên này nè, bên này cách cái đồng nhỏ đó. Rồi tôi mới lội về bên ngoại. Thì tôi về tới đó lối gần cỡ chừng 10 giờ trưa. 10 giờ trưa mà người ta nói Đức Quỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy về tại cái ngang, tại cái đài là về cái sân vận động đó là cái đài đó. Yeah. Rồi tôi nói ủa vậy sao? Tôi còn nhớ hết trơn, tôi mới lui lại chỗ bến Bắc. Nói thầy về ngay bến Bắc, đậu tàu lại bến Bắc. Tôi mới lui lại đó, tôi thấy chiếc tàu nó giống rác ráng của anh em mình chạy đó mà nó bự lắm. Cái ống khói nó bằng, nó nhọn nhọn vậy đi ra vậy đó. Ống khói nó cỡ bằng cái cạp da bò. Tôi nhớ rõ ràng là cạp da bò tại bến Thuốc Bắc, tại bến Bắc là thầy Tư Thuốc Bắc chết rồi đó. Bây giờ clip tới rồi là tại cái đó đó. Thì tôi mới coi tôi thấy rõ ràng rồi tôi lại đặng tôi mới chen vô. Anh em ngồi góp đứng tôi mới đi vô, tôi ngồi gần thầy cách ra chừng 2 thước thôi. Mà tôi ngồi ở hướng đông vậy nè. Ví dụ thầy ở đây tôi ngồi ở hướng mặt trời mọc. Nói vậy cho anh em dễ nhận. Nhưng mà chỗ cái đài thầy đang hiện bây giờ là ngay chân cái đầu cầu của ông trưởng. Cái đài thầy hồi lúc thầy nói chuyện là cái mé đài, cái mé cây người ta tạo cái sân vận động đó là tại chỗ đó là dòm trở ra ngoài đường lộ bên đây nè, là tại cái mé đó. Nhưng mà cái đầu cộng trưởng dựng ngay chân nó trên dưới chút đinh nè. Bị dù ngoại tôi đây tôi biết, tôi tới luôn hoài tôi biết. Chợ bên đò đó có ai đâu, bao nhiêu người. Chợ có chút tiếu không có gì đâu, không có người ta nữa. Trong lỏng mà chỗ đài thầy, cái chừng thầy dắn thầy đi rồi là chỗ đó không có ai hết trơn. Chỗ đất của người ta lấy lại người ta làm. Thì ra nó mới tanh banh hết trơn. Bây giờ là nhà dính liền hết trơn, lớp thì mã mồ tùm lum. Rồi lúc đó tôi lại đó, nghe nói thầy gì tôi lại, tôi chen vô rồi thấy bảo an cũng ngồi
rụp xuống hết trơn, rồi người đi coi cũng ngồi tùm lum hết trơn, mà đặt cái sân hết trơn, giáp hết trơn, chỗ nào cũng có người ta ngồi hết. Rồi tôi mới chen vô, tôi đi vô, bị tôi còn nhỏ, 7-8 tuổi người ta đâu có rầy, ta đâu có làm hung. Cỡ ta 7-8 tuổi. Thì thầy ra đời năm 39 thì tôi mới sanh trước có 2 năm, tôi sanh 37, thầy ra đời năm 39. Thì tôi lại đó là lúc thầy về đó là 1945. Dạ, nó dài quá. 1945 thì tức là tôi cũng được 7-8 tuổi. Dạ. Thành ra tôi cũng còn nít, cũng chưa biết gì hết, nhưng mà nhớ. Rồi tôi nghe nói vậy, tôi mới lại cái bến Bắc, tôi thấy cái chiếc tàu thầy đi thì có thiệt. Tôi mới vô, tôi tháp tùng, tôi ngồi với anh em tôi nghe. Thì ở trên cái bàn đó, độ bề cao á, cái đài thầy ngồi đó là lợp bằng ngói. Rồi ở dưới lên cái chừng 6-7 tấc gì, có cái sàn, có hai cầu thang đi xuống. Đó, nó đàng hoàng vậy đó. Mà cái đài thì xây cửa ra ngoài giữa cái sân vận động. Thì tôi mới đứng gần bên đó. Tôi mới thấy trên cái đài đó, thì có hai ba ông gì đó mình không biết. Vì có cái lư bông với có cái chai nước rồi cái bình bông, rồi thầy đi tới lui, thầy mới rót nước, thầy uống, thầy giảng thiết, rồi thầy dừng, thầy rót uống, rồi cái bình bông đó là hai ba ông gì đó già bận đồ nho như cũng giống như thầy đó. Thầy bận cái áo đen về đi khuyến nông, với lại mang đôi giày cái quần trắng, thì biết vậy thôi. Rồi cái chừng mãn rồi đi ra đó, thì lúc thầy đi thầy cũng có nói bài khuyến nông trước, năm 45 thầy đi khuyến nông. Thì thầy đọc cái bài hỡi đồng bào, thầy đi khuyến nông đó, bị miền Bắc tha ra đói khát, rồi thầy đi khuyến nông để khuyên làm ruộng. Đói lắm hả ông thầy? Đói, miền Bắc nó đói chết dữ lắm. Cho nên thầy mới về đó, rồi thầy mới đọc cái bài khuyến nông. Hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc, ngày lấy ngày siết chặt giống nòi, lật qua các báo mà coi, thấy con số chết xem mọi kinh nguy. Cũng tại vì Tây Di bài kế phá hoại nền kinh tế nước ta, làm cho điên đảo sang hà, làm cho điêu đứng con nhà Lạc Long. Bỗng phút đâu cuồng phong một trận, quân thù tan khai hắn bất kỳ. Còn đâu mưu kế giải di, còn đâu mưu kế trung kỳ mới diện binh. Dầu những kẻ vô tình với nước cũng một lòng mơ ước tự do, tiếng rao độc lập reo hò, từ Nam chí Bắc nung lò khí thiên. Quyết một lần này muốn quên mẹ à. Đọc đoạn thôi, lúc đó ngoài đó khổ lắm không hả? Đức thầy kể lúc khổ lắm không hả? Lúc đó khổ lắm, bị gì miền Bắc đói, rồi thầy về mới, thầy mới ra đời, thầy mới khuyến nông. Yeah. Biểu anh em làm ruộng cho ruộng đồng bỏ quán trơn. Yeah. Bị gì về 45 mà Nhật nó đảo chánh rồi, cái rồi lúc đó bỏ quán hết trơn. Ta có ăn cơm gạo vậy không ai lúc có đó? Có ăn là nhặt bỏ ruộng. Khổ lắm. Không ai lần. Năm 1942 tôi lên, tôi phá Lạc Lâm, tôi bằng ở trên Kinh Ba nè. Dạ. Yeah. Có đất có đai hết trơn mà tại vì họ bỏ quán. Khổ lắm em ạ. Khổ, không bỏ quán. Yeah. Năm đó tôi là 42, năm 1952 là ông Nguyễn ra đời rồi, tôi đi bằng cảnh, tôi phá Lạc Lâm cho ăn vậy. Rồi sau này, về chế độ cũ rồi tới chế độ này thì tôi mới bắt đầu tôi tu á. Tôi ăn tương á, hồi mà ông gì? Ngô Đình Diệm à? Không có, tôi ăn tương hồi cái cánh trào này, tôi ăn chay trường luôn. Tôi tu đó với ông Ưởng mà tôi không biết mẹ vậy đâu. Tôi ngu vậy đó, tới chừng giải phóng rồi tôi mới chỉnh chặt. Tôi mới ăn chay trường luôn tới giờ. Là cái năm mà ông gì là lớn nhất mà ở ngoài bộ nó mà ông chết á, năm 1985. Cái ông mà biểu vô. Bây giờ tôi nói quý vị tại sao thầy nói cái bài đó. Thầy ra đời bị gì, thầy nói đó là thật sự cái năm thầy ra đời. Bị gì ra đời năm Mẹo 1939. Ha. Mà thầy nói cái bài đó là cũng tỷ như thầy nói cái nó tới liền, mà đâu có phải tới liền. Năm 39 thì là kỷ mão là 39 là mèo mà đợi. Thì thầy ra đợi mèo, thầy mấy mèo kêu quá tánh lao sao, thì mình đi lao sao thiệt. Lao sao nhô nhau là bị gì thầy mới ra đời, còn Phật thầy thì nó lâu rồi, cái nó hơi làm với nó hơi ngắn. Thì thầy nó ra đời mới ở Hòa Hảo,
mèo kêu bá đánh la sao, rồi thầy mới nói luôn. Dạ. Rồi tiếp theo là năm mèo, rồi năm thìn. Dạ. Là năm rồng. Mèo kêu bá đánh lao sao đến chừng rồng với rắn. Dạ. Thì bây giờ cũng rồng rắn nè, năm nay cũng sắp rồng rắn tới. Dạ. Nè. Máu đào chỉnh ghê là cái thời gian đó, cái thời gian năm trước 45 bị gì Nhật nó đánh, nó hợp tác với thằng gì đó, nó chung với nhau, nó đi tấn công nước nào, nó tấn công tới Việt Nam mình nữa, nó dẹp sạch trơn đi tới đâu rồi dẹp hết. Mà tôi đó tôi còn biết, tôi xuống dưới này năm 45 tôi là gồng gắn, gồng gắn gì đó là khổ lắm không? Khổ, năm đó bị chiến tranh. Dạ. Đệ nhị thế chiến. Dạ. Là 1939 mới thầy ra. Bây giờ có không hay? Thì tới đệ tam thế chiến phải tới chứ sao không có. Mà chưa tới. Dạ. Ừ. Nếu tới thì chắc anh Liên Xô làm chứ không ai làm chứ. Anh làm bị hôm nay anh khởi nghĩa lai dai rồi. Tại gì đó là mình tu còn kịp không hay? Kịp. À là rửa vật chơi thì dùng lấy nước, trừ tội phàm lấy phước mà trừ, là ám chỉ thời kỳ này nha. À, trong nhất thời làm việc đại từ thì nhất khắc tiêu dư đại. Thầy tại sao thầy ra đời năm 39 mà thầy nói cái bài giảng là trong bổn đạo từ đây kim chỉ, nó kim chỉ là nó kim chỉ từ cái mình ráng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, phải kim chỉ làm ăn, cũng phải kim chỉ, cũng phải nhìn trước nhìn sau để làm, là vì trong đó nó có chánh nghiệp và tà nghiệp, thì làm ăn phải kiên trì để nhìn cái đó có tội hay không. Còn là đạo đức cũng vậy, cũng phải nhìn cho kỹ coi mình theo ông giáo chủ mình thật sự như thế nào, nó đúng hay nó sai thì phải kiên trì nhìn kỹ lại chỗ đó, rồi ráng mà đeo đuổi đi cho đến mức cuối cùng. Nhưng hôm nay là nó sắp đến cái mức cuối cùng rồi, vì thầy ra đời năm 39 mà thầy nay lựa cho phải kèo xưa danh mộc để khỏi làm thợ khéo sơn gia, thì biết thầy ra đời nó phải có đó là đồ giả đồ thiệt gì cũng có hết, cho nên thầy nói câu đó mà mình thấy bây giờ nó phải chịu thật, nó phải có rồi. Nhưng mà bây giờ anh em cũng kim chỉ là có nghiên qua, bây giờ anh em nhờ có cái anh em là muốn tu mà còn đợi chiều mơi, nhưng mà anh em không đợi chiều mơi, anh em là thầy ra đời thì anh em ráng lo tu rồi để cho con cháu của anh em nó nối đây. Muốn tu mà còn đợi chiều mai, khi người đèn sớm thì xài lâu hư, thì bây giờ nhờ đó có cái truyền thống của ông bà cha mẹ là, cho nên con cháu giờ nó trẻ tuổi mà nó mới bắt đầu nó tu, thôi mình cũng thông cảm cho cái chuyện đó. Giờ nó hỏi như vậy, trong bốn đạo rồi đi kim chỉ là kim chỉ vấn đề phải nhìn kỹ lại để mà sử dụng, đó là trả lời chung của kim chỉ. Nhưng mà cái kim chỉ này thì làm nghề gì cũng phải kim chỉ hết, mà nói năng cũng kim chỉ đó. Mà dạ thưa nói năng cũng phải kim chỉ, mà làm ăn cũng phải có kim chỉ để lỗ lã. Nhưng mà bây giờ đó, thầy đã nói đói với nhà sắp đến bây giờ, tại sao thầy nói câu đó? Là vì sau này nó rắc rối mọi phương diện, cho nên khó làm ăn, cho nên phải kim chỉ thì nó còn được số vốn. Cho nên mình mới sống trong cái thời gian mình có kim chỉ, giờ nó mới còn được chút đỉnh mình sống. Rồi đạo cũng vậy, cũng phải kim chỉ là chỗ đó. Hồi đó giờ mình có tu, rồi bây giờ mình phải hiểu biết để mình theo đạo tà, thì uổng cái công của mình, cũng như mình đi quýnh bài vậy thôi, rồi cũng như không à, bị gì bạc bài đâu, chứ mà cờ bạc là bác không bằng, cho nên ai biết bác không bằng thì tránh được thì cũng tốt. Thì đạo lý cũng như vậy, bị gì mượn cái đó để chỉ, thì tôi nói vậy quý vị cũng thông cảm giùm, coi tôi nói vậy nó có nhập đề được không. Thì trong bốn đạo từ đây kim chỉ đói với nghèo sắp đến bây giờ, thì từ từ nó sẽ đói nghèo, bị làm ăn thất thoát, rồi mùa màng cũng thất thoát, rồi giặt giả này kia nó đủ thứ hết trơn, rồi làm ăn không được, đứng không yên ổn mà làm ăn ra sao, phải xài cho nó có nơi có chỗ, xài đúng đắn mới được, đó là kim chỉ. Rồi lo tu hiền, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất, thì như vậy thầy đã nói trước hết trơn rồi, thì bây giờ ai cũng có hiểu cái đó rồi. Nhưng mà làm được nhiều ít thì nó có trong đó, chứ đi tới mức hay sao thì tôi không dám định. Thôi con cháu thì thầy đã ra đời năm 39 thì mình biết thầy nói là hạ quân đã hết đời, phong ba biến chuyển đủ giờ ra can, thì bắt đầu có cái ngày lạng ly nó bắt đầu nó tới, nhưng mà nó bắt đầu thì mà hãy trong ba tánh muôn nơi cao quý, thì bây giờ mình biết cái đạo thầy ra đời để thầy cứu vớt chúng sanh, nhưng mà thầy cho mình biết cao quý
là nó cứu được con người trở lên lương thiện ha, hoặc đi đến chỗ giải thoát được thành thánh quả. Rồi đó là vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền, là vì cái kỳ thứ chót này đây là được Phật ân xá, tu một được 10, chưa tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Thì bà con phải gắng kim chỉ lo làm cái này để học được một, mà học một mà được 10. Còn trước á thì học 10 mới được 10, mà học một thì được một. Cho nên vì lý do có câu đó cho nên thầy mới nói là hạ quên đã hết đời, mà thầy kỳ xá tội nay còn một lúc, thì cũng không ngoài cái câu tôi nói trước. Sao chẳng tu nặng có hưởng nhờ, dập giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hướng nấy. Thì thầy ra đời năm 39. Thì anh em cô bác cha mẹ của hậu sanh có cha mẹ anh em dòng họ đi tu trước, bây giờ con cháu nó bắt trước nó đi theo, thì như vậy cũng là nối gót theo ông bà. Thì bây giờ tuổi trẻ giờ nó tu nhiều lắm, ông bà tu thì biết rồi, có vốn rồi, nhưng mà tuổi trẻ giờ nó noi cha mẹ ông bà nó, giờ nó tu cũng nhiều. Ê, anh em thấy không, tuổi trẻ đa số, mà cũng có một số lo chơi rồi, mà cũng có đa số chạy theo đạo. Vì vậy vậy là mình cũng rất mừng cho cái dịp mà thầy xuống đời để xuống trần để dạy chúng sanh hoằng pháp lợi sanh. Mà trong cái thời gian thầy hoằng pháp đây ấy, thì nó có 90 năm thôi, là trên dưới 90 năm nó. Rồi riêng Phật thầy là cũng 90 năm. À, tôi nói đó cũng như nói cơ đúng rồi. Rồi cái câu mà có nói thiên cơ đúng đó là cơ đó đó. Thì cái cơ nó vậy đó, cái gì mà chưa tới mà mình mà cho mình biết đó, tức là nói cơ. Việc trời đất hay việc thế gian gì gì cũng vậy, chưa tới mà nói trước, mà nữa nó y lan thì gọi là cơ. Muốn nơi cao quý phải tri tầm quyền bí, là quyền bí là cái gì, rồi trong đó nó có cơ trong nữa. Bởi vì trong bài lỗ chúc của quyền thầy cũng có nói đạo hạnh quyền cơ khuyên đó kiếp. Vì đạo hạnh mà phải có quyền cơ, cũng như có ra đất nước được thịnh trị thì cũng phải nhờ có công an mới dẹp được cái những người mà quậy phá. Thì như vậy là trời đất thì dẹp mấy cái đó thì nó mới được sống đời thượng quân thánh đức được. Thành ra vì lấy đó phải có quyền cơ và có đạo lý. Đạo lý quyền cơ khuyên đó kiếm, nó chẳng vậy sau này khó thảnh thôi. Thì vậy làm sao mình không có quyền cơ, mình không biết từ đạo lý mình không có, làm sao sống được đời thượng quân thánh đức. Cho nên lý do đó thầy chỉ trắng ra từ năm 39 cho đến bây giờ thì thấy anh em tôi thấy là ở đâu không biết, chứ thấy miền Nam này là khá giờ ráng theo thầy nhiều, hòa hảo. Giờ tôi cũng tán dương cái hòa hảo, giờ nghe lời thầy nhiều lắm. Cái tứ ân đầu tiên đó, Đức Phật Thầy Giang ra đời 1849 thì Đức Phật Thầy Giang cũng có dạy tứ ân rồi. Bị gì? Một là ân tổ tiên cha mẹ ai sanh mình ra, hai là ân đất nước, đất nước này yên tĩnh thì mình mới có sống còn, cũng như có chỗ ở chỗ ăn thì mới còn sống đây, mới lo. Một là đất nước, rồi một là tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước là phải nhờ xứ sở quê hương, phải nhờ đất nước không đó. Ba là ân tam bảo, là nhờ có biết tam bảo mình mới ha, mà dựa vào đó mình làm để mình sống còn được cái ngày đại hội hôm qua, hoặc là sống được đời thượng quân thánh đức. Thì như vậy có đạo mới sống được, còn nếu không thì luôn lăn đản tử. Cho nên vì lý đó phải có là ân tam bảo, tức là ân tam bảo là duy nhất. Rồi hai nữa, mình biết ân tam bảo thì mình phải biết ân đồng bào nhân loại. Bị gì? Phật thì thương đại đồng, mà chúng sanh mà nếu biết cái đó thì phải cũng biết tình thương đại đồng như Phật. Thì như vậy là bốn cái ân này là ai cũng phải thọ, mà ai cũng phải làm. Nếu làm không đủ bốn ân thì nó sẽ thiếu một ân. Thì cái đó nữa, cái ân huệ để Phật trời định cho quý vị sao thì tôi không biết, chứ tôi giờ tôi biết thì tôi phải ráng làm tròn. Chứ không có gì, bốn ân là vậy đó. Một là ân tổ tiên cha mẹ ân, rồi hai là ân đất nước, nhà mình ở yên đây có phải nhờ ân đất nước không. Ba là ân tam bảo, mà mình không chém giết lẫn nhau, mình lo làm ăn tu hiền chân chất thì có phải là phải nhờ ân tam bảo không, mà tam bảo trong đó cũng có ông bà tổ tiên mẹ trong đó nữa. Thì ra như vậy phải cần nhớ là bốn ân này nó nặng nề lắm. Là bốn là ân đồng bào và nhân lại đồng bào, là mình ruột thịt với nhau. Đó, nhân lại là nói cả thế giới toàn cầu. Thì tôi giải sơ sơ vậy, cái đó anh em biết trơn, mà tại cháu nó hỏi thì tôi phải nói. Thì cũng dựa đó tôi giải nghĩa. Bây giờ bất luận người nào, là những cái người đó chơn chánh tu hành, không có hà lạm những cái gì mà nó trái với cái Phật pháp,
đó là bất luận người nào ai cũng được. Không dùng của thế là của thế đó, là dù như của là của đời, của thế gian thì của người ta, thì mình không nên làm cái gì, nghĩ cái chuyện quấy mà đi đi đem làm của mình, thì không dùng của thế và ăn nói đâu nó ra đó, làm đâu nó ra đó, cái gì cũng là chân thật. Như vậy là không dùng của thế, mà sắc màu cũng không, là không phải chạy theo đời màu sắc, mà chỉ lo tu thật sự, không có rườm rà quá, màu mè không có, tu phải tu thiệt, màu sắc rồi cũng không luôn, là cái người tu nó phải đi đến cái mức độ gọi là đứng đắn, bình đẳng, không chạy theo ai hết, mà chỉ nghe lời Đức Thầy là được rồi, đó là sống bình đẳng được. Dạ, vậy là nó gọn vậy không hả? Nó gọn vậy á, không theo ai hết, mà không theo tôn giáo nào, mà chỉ theo, nếu đạo thì tôn giáo hòa hảo, mà nếu ở đời thì ai ở đúng với đường lối đạo Phật, đạo nhân thì theo, thì nghe, đó là theo, là theo vậy đó, chứ không theo ai hết, mà chỉ theo Phật. Bởi vì cái giới, cái lực của Phật ra là ông phải nghiêm minh, ông ngồi nó mới đúng, hay hoặc là ông muốn ngồi thì ông phải nhân qua cái thời gian ông ngồi, ông dẹp việc ăn việc làm bớt rồi ông ngồi thì đúng. Nhưng mà bây giờ người ta có ngồi một phần nào hoặc là ít nhiều rồi, bây giờ người ta vừa đi vừa niệm, cho nên mới nó mới đặn cho cái người tu là bây giờ ngồi chừng nửa tiếng thôi, hay ngồi tiếng thì nó mất cái thời gian kia rồi trong đồng mà không kịp rồi nghèo đói, à thôi ngồi nửa tiếng, còn nửa tiếng đó thì mình vừa đi vừa niệm Phật, vừa mần vừa niệm Phật thì cũng không có mất mát cái gì, thì cái đó cũng không có gì đâu mà có, anh em không biết. Nó như vậy rồi, bây giờ tôi không cúng được, bây giờ tôi gấp quá không cúng được, thì tôi cúng rồi cái tôi không ngồi niệm Phật, thì giờ tôi vừa đi vừa niệm được không? Được. Còn cái cúng lại thì bây giờ phải cúng lại, nhưng mà bất khả kháng, không cúng lại mà đi thì cái đó cũng được, nhưng mà đừng có lợi dụng ở trong bất khả kháng rồi không cúng hoài biến thành thói quen. Bởi vì có đọc bài cúng mới có trả ơn cho đất nước tổ tiên ông bà, có đền đáp lại những cái lời nói của Phật. Ai không cúng là làm sao mà đền đáp, làm sao mà trả bài? Không trả bài tức là không có cúng. Tôi bây giờ tôi cũng đền ơn trả ơn cho tổ tiên bốn lần. Nam mô nhất nguyện cầu ai, cầu cái gì? Rồi nam mô nhị nguyện cầu ai, rồi tam nguyện cầu ai, rồi tứ nguyện cầu ai, rồi ngũ nguyện cầu cho mình. Mà mình không cúng thì mình đâu có cầu mà mình, thì cho nên phải cúng. Mà thế giới nó có đó, là ai có hiểu đạo sâu thì biết đó, thì cái việc ai cũng, chúng sanh thế gian này ai cũng là con của tạo hóa, để tạo hóa định, mà tạo hóa định là cái người này như thế nào tạo hóa mới định, chứ không phải tạo hóa muốn định ai định, không phải. Như là bây giờ hiểu cũng rồi. Như giờ động đất chỗ nào có chỗ là chỗ đó, là sao chỗ đó chắc này hết 90-95% rồi, không có gì hết, thì phải động đất hay hoặc là phải chết, hoặc là phải bão, cái cũng như là cái chừng tới việc đó cũng chết bèo bây giờ nữa nè. Sao không, mình cũng sắp chết bèo nữa chứ đừng nói bình ôn dịch tới. Gió vào kẻ khóc người than ha, nhưng mà cái câu nó là nhị niên kỷ dậu là đại gian tới rồi, câu đó ông ba nói không biết gì không, gió vào là bệnh dịch đó, kẻ khóc người than, mà nhị niên kỷ dậu mà đại gian tới rồi, thì câu đáp dụng đúng 100% nữa. Gió lại bệnh, gió bệnh dịch chứ có gì đâu, gió vào kẻ khóc người than, cái đó của ông ba nha, à là kẻ khóc người than là gì, tiểu khê kỷ dậu, à đại gian tới rồi. Tiểu khê kỷ dậu là chừng nào? Tiểu khê kỷ dậu là 2029 đại gian tới rồi, thì tới đó là thầy mới nói là cuối thân dậu y như thượng cổ đó, ăn câu đó vô đó thì nhân tranh hết cổ đến mai, đế vương xuất thế là ngày dậu thân bình trị trong ngoài, ok rồi còn gì nữa mà không cho tôi nói, mà tôi giấu để làm gì, tôi nói đây một người nghe được, nhà người không nghe gì nữa, tôi cũng có cái phước được người, còn kia ta không, người ta không nghe thì ta không có phước, thì Phật khi tính hết trơn, phải gió vào kẻ khóc người than là nhị niên, tức là 2 năm, nhị niên 2 năm là 2 năm rồi, nhị niên kỷ dậu là kỷ dậu trước 1849, kỷ dậu sau 2029, có phải là nhị niên kỷ dậu đại gian tới rồi, nói cái đó mấy ông nào mà theo đạo là biết, tận diệt nhân gian trực tiên qua, phải tận diệt mới được, mà tận diệt cái gì, tận diệt những người không tu ngang tàn bạo ngược, không kể cha kể mẹ kể thánh kể thần, đó là tận diệt nhân gian,
ai có dính líu cái đó là coi chừng. Dạ, cũng như là trời chỉ ngắt mưa ha. Chỉ ngắt mưa, lượt dày thì chảy chí mà lượt thưa gỡ đầu. Lượt dày chảy chí là đi xét cơn, mà lượt thưa ta gỡ đầu trước, ta gỡ cho cái lớp đó đi trước rồi còn lại lượt dày gỡ sao rồi cái còn tàn lại đồ tốt không? Chứ có gì đâu không biết. Dạ, ghê quá không mày? Thì sao không ghê, tao cũng ghê á, mà tao tao còn ghê hơn mấy bay nhưng mà tao cũng cũng vậy à. Thì giờ mình tu mình mới tránh được hả ông Phan? Có tu à. Yeah. Bây giờ ở hồi đó người ta hỏi thầy làm sao giờ nữa tới đời rồi sao thầy? Nó chung chung vô chỗ đó chỉ nói chung vô đó nói bây giờ rồi chạy đâu cho khỏi. Thầy nói thì chứ cũng bạn thiên tức là biểu mình tu chứ không có gì đâu. Yeah. Cúng lại hàng ngày. Cúng lại hàng ngày đó. Vì yeah. Hàng ngày mày có cầu cho tổ tiên nè. Mày có cầu thế giới nè, có cầu chung hết trơn rồi cầu cho mày nữa. Mà tại sao mày không cầu? Mày lo mày đi nhậu rồi mày quậy mày gây tội nữa. Vậy thì tới thì vừa rồi. Thiệt rõ ràng ông ba nói chính xác mày tỏ tạo dâm giải của ông ba. Gió vào là gì? Kẻ khóc người than. Bị không tu cái kẻ khóc người than. Ha? Tiểu khê kỹ dậu. Thì đại giang tới rồi là cái bên kỹ dậu tới nè. Mà tiểu khê nha, kỹ dậu này kỹ dậu tiểu khê. Bị đại khê thì tức là 1849, tiểu khê là 2029 là tiểu khê, còn cái kia đại khê là cái đó là họ cũng thêm là cái tư tưởng họ vậy nó cũng tốt, nhưng mà không biết thêm hoài được không thì không biết, chứ nếu thêm được tốt, không biết thêm hoài được không không hiểu tới đâu, nhưng mà thấy giờ nó tới rồi đi thêm vậy thì tốt chứ không có gì lạ. Rút nha. Rút không sao, mà cái đó nó thuộc về tướng. Nhưng mà tướng này đó cũng không phải là thật sự tướng không, mà nó có tâm. Bị gì cái tâm sẽ chết. Ha, cũng thật sự. Còn mỗi lần cúng hai thời thì cái tâm mình cũng sợ mình mới tu. Thì cúng hai thời, thì giờ không cúng nữa cái kỳ quá giờ sợ chết, cúng bốn thời ba thời cái được hết trơn, không sao. Mà điều không biết mình có làm bền không với thời gian là 1839. Thầy ra đời để thầy biết tín đồ thầy nghe thì sợ tu liền à. Ngon lành lắm. Mà không biết có bền không thì thầy cũng biết, thầy biết chắc không bền, cho nên thầy nói cấm sào trì trí một bề lo tu, chứ không có gì lạ câu đó. Cấm sào trì trí. Còn ông ba thì ông nói khuyên người ráng cầm cây sào dầu mà sao đây nó cũng nhào cũng xong, dầu mà cái gì đây mà cũng nhào cũng xong, cấm chặt mà cũng nhào là đúng. Ông ba nói khuyên người ráng cầm cây sào dầu mà có chặt cũng nhào xuống sông, là mày có theo thời gian rồi mày cũng phải phóng qua bên kia rồi nhạo xong là chạy theo cái khác đó, vậy chứ không có gì. Tu không bền đó, tu không bền, ít tay giữ được chí bền, tu theo nước lớn dòng bèn thả trôi. Dạ. Câu đó dễ hiểu quá, là có nghĩa là mình tu tu theo thời cuộc, tu theo thấy người ta tu mình bắt chước mình tu, chứ không nắm được giáo lý. Thì cái chỗ là đức thầy nói là cái đạn chốt, mà cái chỗ mà chưa hiểu ông Phật thế nào mà tu, chưa biết người ta tu làm sao, thấy người ta lập bàn thờ cái nhảy vô lập bàn thờ, chứ chưa nắm được chân lý, chưa hiểu lý lịch của cái tu, thành ra vô tu một thời gian rớt. Còn có người cũng vô một thời gian rồi ta tiến tới, chứ không ai cũng rớt hết, mà thầy nói nó căn bản nhất. Yeah. Cái đó là cái sao chót hết cái cuốn tu chỉ hè này của thầy dạy. Bây giờ tại sao thầy nói câu đó, thầy dạy rồi thầy nói câu đó nữa. Khuyên chúng sanh là hết trơn, không có chừa ai hết, chúng sanh ai ở thế gian này gọi là chúng sanh. Ai có theo hòa hảo gọi là chúng sanh. Rồi khuyên chúng sanh niệm Phật, tức là dựa vào cái tôn chỉ và cái cách của thầy dạy mình đó. Bị có niệm Phật thì tức là hiểu cái đó. Khuyên chúng sanh niệm Phật thì cái niệm Phật là cái để tóm lược cho mình không còn cái tướng cúng kiến. Bị cái cúng kiến nó trôi qua rồi bắt đi mà làm ăn ở trong đồng đó, thì cũng niệm Phật được. Thành ra lúc nào cũng niệm Phật được, bởi nay mới ráng niệm Phật thì như vậy nó cũng đi đến chỗ được. Mà ngắt bây giờ mình bỏ cúng thì đành đi, rồi bây giờ mình niệm Phật mình cũng bỏ luôn thì không được. Thế là bỏ cúng bữa nay kẹt công việc quá bỏ thì cái đó được ha, mà không phải bỏ hoài à, phải nhớ lại ha, rồi bỏ một hai, ví dụ như 10 lần mà mình bỏ hết hết 3 lần thì được, hay là 2 lần ha, 1 lần, ai cũng có công ăn việc làm, thì giờ đừng dựa vào đó không cúng bỏ luôn là làm biến luôn, không được. Tôi nói thẳng ở bốn phương, tôi thì chỉ nói theo căn cứ theo giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo tôi nói, thì bà con có nghe thì nghiên cứu thì coi thì tu hành sau đó là quyền của bà con.
chứ tôi không có cái tài năng bằng ông Phật mà lôi kéo bà con nổi. Thì tôi nói lên là bà con thấy hữu lý cái lời của Phật nói, thì bà con dựa vào đó bà con làm, bà con được nhờ, chứ tôi không có có tài năng gì mà nói được cái này. Dạ. Thì thôi bây giờ thì tôi bà đã con nói là ráng mà tinh tấn tiến bộ trong trong 2 năm tới đây thôi, rồi rồi còn còn 4 năm nữa thì để cho Phật ra đời tính. Dạ. Mà 4 năm nữa là bà con biết năm nào rồi. Nam mô là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.